Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay mình đang lại có đây một chiếc iPhone SE. Không hiểu sao con này có duyên mình vãi, làm bao video con này rồi. Nhưng mà có một cái điểm khác biệt ý, thì đây là chiếc máy phiên bản demo. Nhưng mà các bạn đừng vội hoảng sợ vội, cái bản demo này ý, thì nó vẫn sẽ y hệt như các bản thương mại thôi. Như thế nào nhỉ? Thôi được rồi, để mình bóc hộp luôn và sẽ trên nhanh cho các bạn, sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng là demo không khác gì với bản thương mại. Và chúng ta hãy cùng kiểm tra về phụ kiện phía bên trong xem là nó có khác gì không nhá. Đây là iPhone SE của chúng ta này. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có củ sạc, ra sẽ có dây cáp Lightning. Như vậy là nó sẽ không có tai nghe, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là que chọc SIM. Với cái phiên bản demo này chúng ta sẽ thiếu như vậy. Thì tạm thời thì mình sẽ cất những thứ này đi và mình sẽ trên tay nhanh chiếc iPhone SE này cho các bạn. Và đây là chiếc iPhone SE phiên bản demo. Về bên ngoài của nó có lẽ mình không cần phải đề cập nhiều bởi vì chúng ta đã quá quen thuộc với nó rồi. Nó mang thiết kế của 5S, một huyền thoại về thiết kế của Apple. Dù bên trong thì nó có 6S nữa, chip A9, 2GB RAM. Nó sẽ mang lại chúng ta một cái trải nghiệm người dùng cũng như là sức mạnh, hiệu năng phải nói là vô đối ở thời điểm bây giờ. Về camera sau thì nó sẽ có camera sau với độ phân giải 12MP, nhưng mà camera trước thì chỉ là 1.2MP thôi. Vậy thì chúng ta sẽ cần xem xét gì về bên ngoài của chiếc máy này? Nó có điểm gì để khiến chúng ta nhận ra rằng là đây là một chiếc máy demo hay không? Thì mình đã xăm soi rất là kỹ từ nãy giờ rồi và mình thấy rằng là nó không khác gì một chiếc máy phiên bản thương mại. Các bạn để ý tất cả các chi tiết đều rất là đầy đủ, nó không bị thiếu một cái gì cả. Nó có thiếu đi phần tai nghe thật đấy, nhưng mà giác tai nghe vẫn còn nguyên đây này. Mọi thứ y như một chiếc máy mới hoàn thiện, tất cả các chi tiết đều làm rất tỉ mỉ. Chúng ta sẽ có chữ SE ở phần sau này. Chiếc máy này thì vẫn được tính là máy mới chưa active và các bạn vẫn sẽ được hưởng chính sách bảo hành như bình thường tại Savonet. Giá của nó thì cũng rất là hấp dẫn luôn, chỉ có 9 củ thôi là các bạn có thể sở hữu một chiếc iPhone SE phiên bản 16GB, tức là rẻ hơn 1 triệu so với cả phiên bản thương mại. Còn một điểm đặc biệt hơn nữa là nó vẫn được nhận chính sách bảo hành bình thường từ Apple. Tức là bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái lựa chọn hàng iPhone nữa cho các bạn lựa chọn, giá nó rẻ hơn và chúng ta vẫn có thể mua cho mình một cái chiếc điện thoại với trải nghiệm thì y như là máy mới, máy thương mại. Tổng kết lại thì mình thấy con này rất là ngon, thiết kế thì không đổi, ruột bên trong vẫn y nguyên vậy, mất một vài cái phụ kiện kiểu như là que chọc SIM, sách dẫn dụng với cả tai nghe thôi. Và chúng ta sẽ được giảm 1 triệu so với cả máy mới. Mình thì mình thích con này lắm ấy, nhưng mà mỗi tội có máy sử dụng rồi nên là bây giờ không mua em nó được. Và đó là bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc iPhone SE phiên bản demo. Các bạn hoàn toàn có thể nhận ra cái điều này ở phần mặt sau này, có ghi rõ ở đây là demo, not for resale. Thì mà các bạn yên tâm là chúng ta vẫn có thể sử dụng nó một cách bình thường. Và đến đây thì chắc là mình phải kết thúc video rồi. Các bạn có hỏi gì thêm về cái máy này ý, thì cứ để lại phần comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.